diễu binh đầu tiên của quân đội ta được chính thức ghi nhận là ngày 1 tháng 1 năm 1955. Thời điểm này, thực dân Pháp đã rút ra khỏi miền Bắc, trừ ở thành phố Hải Phòng. Điều đó cũng có nghĩa là quân đội và chính phủ ta đã hoàn toàn làm chủ ở miền Bắc. Những đoàn quân chiến thắng từ Điện Biên Phủ hào hùng ra mắt đồng bào quốc dân và báo chí quốc tế. Buổi diễu binh tháng 1 năm 1955 được tổ chức tại quảng trường Ba Đình lịch sử. Những chiến sĩ bộ binh, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn. Những cỗ đại pháo đã từng chụp lửa lên lòng chảo Điện Biên, với bao tấm gương hy sinh lấy thân mình chèn pháo là đây. Từ 34 chiến sĩ của đội tuyên truyền giải phóng quân năm nào, đoàn quân đi tìm độc lập, tự do, hạnh phúc đã trưởng thành lớn mạnh, đủ sức bảo vệ và đánh tan mọi kẻ thù. Năm 1973, cũng tại quảng trường Ba Đình lịch sử, quân đội lại tổ chức một lễ diễu binh trọng thể nhân ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Chúng ta đang theo dõi Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp dẫn đầu đoàn quân đi qua lễ đài. Lúc này, Hiệp định Paris đã được ký kết, hòa bình đã lập lại ở miền Bắc. Nhưng nhiệm vụ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vẫn còn ở phía trước. Qua lễ diễu binh năm 1973, nhân dân cả nước và báo chí quốc tế một lần nữa được thấy sức mạnh và sự quyết tâm với công cuộc thống nhất đất nước. Tính đến lúc này, cuộc kháng chiến đã kéo dài gần 20 năm. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đến, ngày lịch sử non sông thu về một mối. Giữa bộn bề công việc, chính quyền cách mạng cũng đã kịp thời tổ chức một lễ diễu binh ra mắt nhân dân thành phố Sài Gòn vào ngày 15 tháng 5 năm 1975, tức là chỉ nửa tháng sau khi thống nhất hai miền. Buổi diễu binh ấy đã tạo nên một ấn tượng đặc biệt với những người được chứng kiến. Trong thành phần diễu binh có rất nhiều quân nhân tham gia chiến dịch giải phóng Sài Gòn được trưng dụng. Trong những năm sau này, vào những ngày lễ lớn, nhà nước và quân đội luôn tổ chức những lễ diễu binh tại quảng trường Ba Đình lịch sử ở Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Với nhân dân cả nước, những lễ diễu binh luôn là dịp đặc biệt để lòng tự hào, tình yêu quê hương đất nước được phát huy. Đội quân từ nhân dân mà ra, hết thế hệ này đến thế hệ khác, tiếp nối nhau, sẵn sàng bảo vệ tự do và độc lập.